Ngọc Quang rất vui mừng được gặp lại các bác trên kênh YouTube của Ngọc Quang Bắc Giang. Một video này thì em xin được giới thiệu về sản phẩm tiếp tục lại về hàng bên em. Đó là mã sản phẩm loa MUF, một thương hiệu đến từ nước Đức. Dòng loa này thì cực kỳ là nổi tiếng và hot cực kỳ trên thị trường rồi. Dòng loa này bên Ngọc Quang bán rất nhiều và hôm nay rất là vui mừng. Hôm nay là ngày 26 tháng 7 năm 2020, Ngọc Quang rất là vui được về hàng. Và trong thời điểm này về rất là khó khăn mà em mới lại về được một cái lô sản phẩm này thì phải nói là cực kỳ là ưng ý. Số lượng rơi vào 40 đôi các bác nhá. Đây, mỗi một tầng bên ngoài này, dàn bên ngoài này là em đếm này, các bác xem này. 1 2 3 4 5 6 6 4 24 chiếc là vào 12 đôi. Và bên trong này là 3 lớp. Đấy, 3 hàng. Rơi vào khoảng 40 cặp các bác nhá. Rất là vui cho Ngọc Quang Bắc Giang là lại cập bến được sản phẩm MUF này mà các bác gọi bên em rất nhiều hôm nay rồi. Hàng luôn luôn bị cháy nhưng hôm nay em cháy hàng và hôm nay em lại có hàng để cung cấp cho các bác. Và các bác là có nhu cầu hãy alo cho Ngọc Quang thật nhanh để được sở hữu những sản phẩm loa chất lượng bát 25 tép kèn của Đức, thương hiệu MUF, một thương hiệu rất nổi tiếng. Loa này đưa ra chất âm bát rất chi là lực mạnh và tép sáng, độ bền cao và phân tần của nó rất chi là khủng. Phải nói là dòng MUF thì cứ về đâu là các bác trên mọi miền Tổ quốc alo cho Ngọc Quang Bắc Giang ngay để được sở hữu những sản phẩm chất lượng như thế này và giá tiền rất là hợp lý. Vâng, giá trên 5 triệu đồng rồi. Vâng, các bác có nhu cầu hãy alo cho em. Phải nói là rất là vui trong thời điểm khó khăn như này, hàng khó về, không có hàng mà em có được một lô sản phẩm rơi vào khoảng 40 đôi. Và bên này là những cặp loa Montevelox sử dụng bát 40 và bát 30 tép kèn. Montevelox nó có vỏ thùng màu xám đá và rất đẹp nhá, màu ghi xám đá rất là đẹp. Loa tép kèn đây này. Đấy, phải nói rất là đẹp, rất là đẹp. Đấy, bát 40 tép kèn nhá, có cả bát 30 các bạn. Vâng, có lẽ là Ngọc Quang xin dừng video ở đây. Các bác có nhu cầu về những sản phẩm chất lượng hàng bãi hãy alo cho em và Ngọc Quang luôn luôn cung cấp cho các bác một cái giá tốt nhất, hợp lý nhất thị trường và kiểm tra kỹ lưỡng trước khi chuyển hàng cho các bác. Trân trọng, hẹn gặp lại quý vị và các bạn.